Trần Bình Trọng sinh năm 1259, mất năm 1285, thuộc dòng dõi đại hành hoàng đế Lê Hoàn, sinh ở xã Bảo Thái, nay thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ông là một danh tướng nhà Trần, có công lớn hộ giá bảo vệ vua Trần trong cuộc chiến với quân Huyền Mông vào năm 1285. Trần Bình Trọng nổi tiếng với câu nói: "Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc", thể hiện chí khí yêu nước và lòng tự hào dân tộc, không chịu khuất phục trước quân thù. Tháng 2 năm 1285, ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc khi mới 26 tuổi. Ông được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương. Ngay từ khi còn trẻ, Trần Bình Trọng đã tỏ ra là người có chí khí mạnh mẽ, chăm chỉ rèn luyện võ nghệ, say mê nghiên cứu binh thư. Do cha Trần Bình Trọng làm quan dưới triều Trần Thánh Tông, lập được nhiều công trạng lớn nên được ân sủng ban cho quốc thích, mang nhà họ Trần. Khi chỉ mới ngoài 20 tuổi, Trần Bình Trọng đã được nhà vua tin tưởng giao cho chức chỉ huy đội quân Thánh Dực bảo vệ triều đình và hoàng thất. Năm 1285, 50 vạn quân Nguyên chia làm 3 đạo do Thoát Hoàng làm chủ tướng kéo sang xâm lược nước ta. Và Agricola chỉ huy từ Ninh Minh tiến vào Lộc Châu, nay là Lộc Bình, Lạng Sơn, chống lại đạo quân thứ nhất này của quân Nguyên là lực lượng chủ lực của quân Trần do đích thân Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Đạo thứ hai do Nasiruddin từ Vân Nam vào Đại Việt qua vùng Tuyên Quang tiến theo sông Chảy, vì chỉ huy quân Trần ở vùng này là Trần Nhật Duật. Đạo thứ ba là đạo quân đang chiến đấu ở Chiêm Thành do Toa Đô chỉ huy tiến vào Đại Việt muộn hơn hai cánh trên, vào khoảng tháng 3 dương lịch từ phía Nam. Muôn tàu bệ hạ, hiện thế giặc Nguyên đang vô cùng mạnh và hung hãn, các phòng tuyến của ta liên tục bị giặc phá vỡ. Chúng đang tiến thần tốc về Thăng Long, chỉ ngày 1, ngày 2 là tới. Chúng muốn đánh nhanh thì ta phải tìm mọi cách ghìm chân chúng, thực hiện giường không nhà trống để triệt nguồn cung ứng lương thảo. Cuộc chiến càng kéo dài sẽ càng gây bất lợi cho chúng. Chỉ với dài 3 chiến lũy dớ dẫn kia mà đòi chống lại quân Nguyên ta ư? Thưa chủ tướng, sớm muộn gì thành Thăng Long cũng thuộc về ta. Đúng thế, tạm thời cho toàn quân hạ trại nghỉ ngơi, đợi thi quân tác chiến sẽ tiến đánh thành Thăng Long. Tuân lệnh thưa chủ tướng. Nhắm thẳng thuyền quân Nguyên, bắn, bắn. Nhà vua cùng hoàng thất và đại quân đã rút lui theo đường sông an toàn. Chúng ta cũng mau rút thôi. Đại Việt đúng là một lũ thỏ đế, vừa mới đánh đã vội bỏ chạy. Thành Thăng Long giờ đã về tay ta. Thật là lạ luôn, thành không một bóng người, không biết dân chúng trốn đi đâu hết rồi. Cấp báo, vua tôi nhà Trần đã rút theo đường sông, hiện trong cung không còn một ai. Không bắt được vua Trần, sao ta có thể ngủ yên được? Ngay lập tức đuổi theo bằng cá đường bộ và đường thủy, bắt sống vua Trần về đây cho ta.
hiện quân Nguyên đang ráo riết đuổi theo ta, theo cả hai đường thủy bộ. Bằng mọi giá, phải hộ giá nhà vua và hoàng thất về tới phủ Thiên Trường an toàn. Ta giao cho Bảo Nghĩa Dương Trần Bình Trọng chỉ huy đội quân chặn giặc tại Thiên Mạc. Rõ, thưa chủ tướng. Trận này vô cùng quan trọng. Bảo Nghĩa Hậu hãy cố gắng kìm được giặc ở đây càng lâu càng tốt. Hoàng gia rất tin ở Bảo Nghĩa Hậu. Tại phòng tuyến Thiên Hạc, Trần Bình Trọng đã chỉ huy 600 quân thánh dự kiềm quân hàng ngàn quân Nguyên Mông đang hành nóng. Thưa chủ tướng, cánh quân Nguyên do Lý Hằng chỉ huy mới kéo tới đông hàng ngàn người, trong khi quân ta đã thiệt mạng hơn nữa. Liệu chúng ta có nên tạm thời rút quân? Dù còn một người cũng phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Do lực lượng áp đảo, quân Nguyên nhanh chóng phá được đội hình của quân Trần. Trần Bình Trọng bị sa vào tay giặc. Ta cứ luôn tò mò, không biết dũng tướng nào chỉ với vài trong quân mà địch nổi hàng ngàn quân Nguyên. Giờ mới được diện kiến, quả thật đáng nể phục. Người tài hơn người thường ở chỗ biết chọn chủ. Nếu người chịu quy hàng đầu quân cho nhà Nguyên, ta sẽ tiến cử người với hoàng đế, bàn cho người tước dương cùng vô vàn bổng lộc. Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm dương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, càng gì mà phải hỏi lôi thôi. Ta đã cho ngươi một con đường sống mà không biết nắm lấy à? Được, vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Người đâu, lôi hắn ra ngoài chém cho ta. Không thể khuất phục được Trần Bình Trọng, giặc đã giết ông vào ngày 26 tháng 2 năm 1285. Triều đình nhà Trần thương tiếc, truy phong ông làm Bảo Nghĩa Vương. Nhãn hàng Inokin hân hạnh đồng hành cùng Huyền Cổ Tích.